Kính chào cô chú chị, hiện tại Thành Len đang có mặt tại dự án Vinhome Grand Park và hôm nay Thành Len xin phép review cho cô chú chị tình hình thực tế của dự án Vinhome Grand Park đầu tháng 7 nha cô chú chị. Và như cô chú chị đã được biết là dự án Vinhome Grand Park thuộc chủ đầu tư là Vinhome thuộc tập đoàn Vingroup, có vị trí địa lý nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Xiển, Phước Tiện, Phước Long, Thạnh Mỹ, Long Bình, quận 9, nay thuộc thành phố Thủ Đức, với tổng quy mô dự án lên tới 271 ha và mật độ xây dựng cam kết là 22%, loại hình phát triển với hạng mục căn hộ 3 dòng sản phẩm, dòng 1 là studio 1 phòng ngủ, dòng 2 phòng ngủ 3 phòng ngủ và hạng mục nhà phố shop house với diện tích đa dạng từ 75m² lên tới 125m² và nhà phố liền kề thương mại, hạng mục biệt thự diện tích đa dạng từ 170m², 800m² cho các boutique shop house, villa, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập thì sẽ có diện tích 800m² nha cô chú anh chị. Với quy mô dự án gồm 71 lốc căn hộ cao từ 20 đến 22 tầng với 44.000 căn hộ và 500 căn shop house thương mại dịch vụ cùng với 1.700 nhà phố biệt thự, mặt bằng các tòa nhà từ tòa nhà T, tòa nhà U, tòa nhà Z khởi công xây dựng từ quý 4 năm 2018, tổng thầu xây dựng là nhà thầu Cotecong, nhà thầu lớn nhất Việt Nam nha cô chú anh chị. Đấy là những cái thông tin sơ bộ về dự án Vinhome Grand Park ở tại quận 9 nha cô chú anh chị. Và nếu cô chú anh chị nào quan tâm sâu hơn thì hãy vào thẳng trang của Vinhome thì chúng ta sẽ có được đầy đủ tất cả các thông tin. Còn trên video này thì tôi sẽ xin phép review về hiện trạng dân cư cũng như là chỉ nói sơ qua thôi, tại vì một video thì chúng ta không thể nói hết được những cái vấn đề trong Vinhome Grand Park nha cô chú anh chị. Và như cô chú anh chị đang được thấy là đây là đường vào, và đường vào này thì tôi đang đi bằng xe gắn máy cho nên là quay như thế này thì cô chú anh chị sẽ thấy được tổng thể của cái đường vào. Kế bên của chúng ta thì sẽ là trên cái tuyến đường này sẽ là đường vành đai 3 nha cô chú anh chị. Cái tuyến mà tôi đang chạy luôn thì sẽ là vành đai 3. Và cô chú anh chị biết rằng là tập đoàn Vingroup thì đã là một cái tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam và có uy tín cực kỳ lớn, cho nên với dự án của Vingroup làm thì cái mật độ dân cư kéo về thì chỉ khoảng tầm 5 đến 6 năm là đã lấp kín được khoảng tầm 70% rồi nha cô chú anh chị. Còn những cái tập đoàn khác thì thực sự sẽ phải bỏ rất là lâu thời gian thì mới có được dân cư đông, và cũng tùy theo vị trí và dự án nha cô chú anh chị. Đấy thì chúng ta không thể nào mà đánh đồng hết nha mọi người. Nhưng mà Vinhome Grand Park là một cái dự án với một cái vị trí địa lý rất là đẹp theo về giá trị sống nha cô chú anh chị. Còn về giá trị về vấn đề mà trung tâm thì thực tế ra là với vị trí này không phải là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh nữa, nhưng nó sẽ là tương lai là trung tâm của về vấn đề khu dân cư đô thị của thành phố Thủ Đức nha cô chú anh chị. Đấy thì cô chú anh chị đang được thấy trước mặt của chúng ta sẽ là những cái căn chung cư, và ở đây thì sẽ là có cái mật độ lấp phủ đầy khoảng tầm 80% những cái căn chung cư này rồi nha cô chú anh chị. Đấy thì trong cái căn hộ như thế này thì sẽ có căn hộ studio có diện tích khoảng 29 mét vuông. Đấy là giá bán của từ lúc Vinhome công bố, nếu cô chú anh chị mua được từ của Vinhome thì nó chỉ rơi vào 900 triệu nha cô chú anh chị. Đấy thì những cái căn như thế này nó từ 900 và bây giờ thì cũng đã lên 1.2 tỷ rồi. Đấy, thì dao động từ 900 đến 1.2 tỷ thì bạn đã có được cái căn hộ này để chúng ta sở hữu được cái thẻ dân cư của Vinhome cũng như là chúng ta được sống trong môi trường của Vinhome nha cô chú chị. Và với cái căn hộ một phòng ngủ Vinhome Grand Park có diện tích 45,7m², còn căn hộ 2 phòng ngủ thì sẽ có diện tích là 57m²
đến 68 mét vuông. Căn hộ 3 phòng ngủ của Vinhome thì sẽ có diện tích rộng rãi lên tới 80 và 92 mét vuông, thì thực sự là quá là rộng luôn nha cô chú anh chị. Và những căn như thế thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 3 tỷ x rồi nha cô chú anh chị. Đấy, thì tùy theo vào thời điểm mua và thời điểm bán, cũng như là nếu cô chú anh chị nào mua từ cái giai đoạn đầu thì chắc chắn rằng sẽ rẻ hơn. Tại vì bất cứ dự án nào của tập đoàn nào, khi mà cô chú anh chị mua, khi mà dự án đã xây được rất nhiều phân khu rồi và những phân khu sau thì họ sẽ bán đắt hơn cho cô chú anh chị. Đây là kinh nghiệm để mà cô chú anh chị đi mua dự án hãy xác định ngay từ đầu thì cô chú anh chị sẽ mua được với giá hời. Kính chào các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại Vinhome Grand Park. Đấy, thì cô chú anh chị có thể thấy là đây thì khu đô thị rất là đẹp nha mọi người, với diện tích là 270 ha. Và cô chú anh chị có thể thấy được vị trí này. Đây là những cái kênh rạch mà trong Vinhome Grand Park nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể thấy phía sau tôi xa xa sẽ là các cái khu chung cư, và đó là cái điểm nhấn để mà kéo dân cư về nha mọi người. Ở đây thì mọi người có thể thấy này, cái thiết kế đô thị này, thấy đẹp ạ, rất là đẹp nha cô chú anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Đây thì mọi người thể thấy là dân cư thì cũng đang kéo về, và ở đây sản phẩm đây thì đang bán rất là nhiều nha cô chú anh chị. Những cái sản phẩm phía sau lưng tôi là những cái khu mà đã bàn giao cho khách hàng rồi nha mọi người. Đấy, thì sẽ có những hồ hoa sen như này. Tuy rằng thì tôi thấy là ở đây thì hồ hoa sen đây thì khá là nó kiểu như là nó đang nguyên thủy tự nhiên chứ chưa có sự cải tạo nhiều nhá. Với những cái biệt thự như ở đây, cô chú anh chị có thể thấy phía sau lưng tôi sân vườn khá là rộng. Đấy, ở đây thì sẽ có sân vườn rộng và view sông. Ở đây thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người này, qua bên này này thì sẽ có view sông khá to mọi người ạ. Trong cái khu phố sẽ có những cái đoạn đường là hai bên hành lang chúng ta có vỉa hè 5 mét như này, và rất là đẹp, quy hoạch chuẩn đẹp nha cô chú anh chị. Đấy, đẹp nha mọi người. Đây này, đây thì dân cư về cũng khá là đông rồi nha cô chú anh chị. Ở cái tòa nhà kia đã có dân cư về ở rồi. Thì ở phía sau lưng của tôi ở đây, cái đường này thì sẽ là sông nha cô chú anh chị. Sông lớn, view đẹp, biệt thự view sông cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Ở đằng sau sông thì sẽ có những hành lang đi bộ như này để chúng ta tập thể dục thể thao, cũng như là các hoạt động giải trí câu cá. Ở đây thì quá là tuyệt vời. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đẹp không ạ? Đấy. Ở đây thì sẽ có cái hệ thống phía sau lưng tôi đây này. Đây thì sẽ có hệ thống đầu tiên là để lọc cái rác ở phía ngoài vào. Đấy, cũng như là ngăn chặn những cái vật thể không tốt để vào cái nguồn nước ở phía trong con sông của chúng ta, và hệ thống nước ở phía trong dự án nha cô chú anh chị. Đấy, đây là hệ thống đóng mở van luôn nha mọi người, để quản lý mực nước luôn nhá. Đấy, thì buổi sáng dậy mà đi bộ thì thực sự rất là tuyệt vời nha mọi người. Cả một khung cảnh như này. Đấy, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Và chắc chắn rồi, giá ở đây thì khá là đắt. Đấy, thì cái bảng giá thì tôi sẽ cập nhật sau cho mọi người. Mọi người có thể thấy là trong khu này rất là đẹp. Đấy. Quay về ngược về khu vị trí này thì chúng ta thấy là những cái tuyến đường để phía sau là người ta sẽ có cái với cái dãy trước mặt của chúng ta thì đằng sau sẽ có hướng để nhìn ra bờ sông như thế này. Đây là sông nội khu nha mọi người. Và sông này thì nước sẽ lấy từ ngoài kia vào. Đấy, thì ở đây thông thẳng vào trong luôn. Và khu này đặc biệt phía sau thì nhà nào cũng có vườn sông phía sau, và sân vườn thì khá là to. Đây, như ở đây thì cô chú anh chị có thể thấy này, một cái biệt thự và phía trong thì sân vườn rất là to luôn. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Sân vườn to đẹp. Và ở đây thì nếu mà để mà chúng ta đi bộ hay tham quan thì cũng khá là tuyệt vời trong Vinhome Grand Park. Và với cái chi phí là khoảng tầm hơn 1 tỷ đồng thì cô chú anh chị đã sở hữu được cái
Bất động sản ở Vinhome Grand Park đó chính là phân khúc chung cư nha cô chú anh chị. Phân khúc chung cư thì đã hơn 1 tỷ. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy này. Đây, đây là cái biệt thự biệt lập. Và cái biệt thự biệt lập này thì cô chú anh chị có thể thấy là cái sân vườn cực kỳ to nha cô chú anh chị. Đấy, sân vườn to. Và ở đây á, thì cái khu phố này á, thì chúng ta có thể đi bộ nha. Đấy, đi bộ rất là thoải mái. Cái biệt thự này thì khá là rộng. Và ở đây thì mọi người có thể thấy này, số nhà cũng có luôn, có số nhà, có thông tin. Biệt thự thì khá là rộng nha mọi người. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy nhá, phía trong này rất là rộng, cái khoảng không này có cả view bờ sông này, có view bờ kè nha mọi người. Đấy, rất là rộng luôn. Ở đây thì cái biệt thự này người ta cũng đang dán bảng cho thuê nha cô chú anh chị. Đấy, cũng đang dán bảng cho thuê. Với một cái biệt thự này thì đã bàn giao rồi nha mọi người. Và chúng ta có thể trồng cây ở đây được. Thì tôi sẽ quay ở phía ngoài cho mọi người xem. Đấy nha cô chú chị nhá. Đấy, đây là cái biệt thự. Rất là rộng nha cô chú chị. Đấy, cô chú chị có thể thấy này. Đây là cái đường chính ở đằng trước nhá. Và phía bên này sẽ là bờ sông. Bờ sông thì ra phía ngoài này luôn. Đấy, ở đây thì dọc theo một cái này sẽ là lớn. Cái này sẽ kết nối với trục đường chính ở phía ngoài. Và phía trong á, thì nó sẽ là có những sân vườn rộng như này nhá. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy là này, phía trong này, sân vườn thì cực kỳ rộng trong Vinhome Grand Park nha cô chú anh chị. Đấy, sân vườn cực kỳ rộng nhá. Đấy, thì ở đây thì hầu hết là căn nào cũng rộng. Và ở đây cô chú anh chị có thể thấy này, với một cái thiết kế đẹp như này. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Thiết kế cực kỳ đẹp. Hai mặt tiền đường trước sau luôn. Đấy, căn này thì khá là tuyệt vời. Căn này thì hai mặt tiền đường trước sau. Và ở đây thì chúng ta có thể mở cửa được đây nữa. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Đây thì mở cửa được đây luôn. Đằng sau nha cô chú anh chị. Đấy, đằng sau. Đằng sau rất là rộng. Và ở đây thì chúng ta với cái căn biệt thự như này thì tôi đánh giá cũng rất là cao. Với cái diện tích là sân vườn rộng và tiếp xúc với view sông cũng như là hai mặt tiền đường trước sau rất là đẹp. Đấy, thì nhưng mà tôi thấy này, cái chi tiết xây dựng nhá, thì ở đây này chúng ta có thể thấy này, như những cái vị trí này thì nó đã không được đẹp nhá. Đấy, như những cái vị trí như vậy thì nó lại không chuẩn. Và chúng ta thấy là mặc dù nó đẹp tổng thể nhưng mà đây xây dựng thì có vẻ như nó đã có vấn đề nít nè. Đấy, thì đấy, rộng không? Rộng đẹp đúng không? Rất là rộng và đẹp. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy đẹp không? Khá là đẹp. Cái này thì nó là biệt thự, sân vườn. Rất đẹp nhá. Với góc là này thì nó là hai mặt tiền trước sau và một mặt tiền sông. Chúng ta có thể cải tạo lại tùy ý nha cô chú anh chị. Đấy, đây là review sơ qua một cái căn biệt thự, sân vườn tại Vinhome Grand Park nha cô chú anh chị. Đấy, thì tôi cũng không có vào trong bởi vì không có chủ nhà ở đây, tôi không xin phép được vào trong được. Nên là tôi chỉ review như thế thôi. À, phía trước của cô chú anh chị sẽ là cái công viên này. Cái này thì là hồ bơi công cộng ở trong khu biệt thự của Vinhome Grand Park nha cô chú anh chị. Đây thì sẽ có khu vui chơi trẻ em này, cầu trượt này và có bể bơi nha cô chú anh chị. Ở đây thì đó là những cái căn shop house cũng như là biệt thự nhìn ra cái khu công viên như này. Và phía sau tôi thì sẽ là cái biệt thự mặt ra đường như này, công viên. Và một mặt nữa thì là view sông nha cô chú anh chị. Rất là đẹp, những căn biệt thự này thì diện tích khá là lớn và nói chung là tôi đánh giá cao về những sản phẩm ở đây. Cuộc sống cao cấp và sang trọng nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Và bảo vệ thì 24/24 nha. Trong khu này thì hoàn toàn là sang trọng và cao cấp nha cô chú anh chị. Tôi sẽ đưa cô chú anh chị đi khu khác nha. Trước mặt cô chú anh chị là tuyến đường kết nối từ công viên ánh sáng qua tới view sông luôn. Và đây sẽ là căn biệt thự góc, cũng như là chúng ta sẽ thấy được từ phía sau ra phía trước thì sẽ có được vườn
đấy, làm cỏ là kim đấy, cây cỏ Nhật rất là đẹp. Và ở đây thì thiết kế cực kỳ đơn giản nhưng mà rất sang trọng nha cô chú anh chị. Căn góc này thì sẽ có view nhìn ra sông này, và đây là ngã ba nha cô chú anh chị. Ở khu này thì là khu sẽ là khu cao cấp và là những cái khu biệt thự và dinh thự biệt lập đấy, rất là đẹp nha cô chú anh chị góc này. Và ở đây thì căn này khá là rộng, căn này là một trong những cái căn mà sẽ là hiếm nha cô chú anh chị, tại vì tại mỗi cái góc thì sẽ có một cái mẫu thiết kế khác nhau để không có trùng mẫu nha cô chú anh chị. Còn những cái căn góc như thế này thì đều có chủ hết rồi nha mọi người. Đấy, ở khu này thì bàn giao hết rồi nhá, rất là đẹp. Và ở khu này thì giá trị tài sản khá là lớn, từ 40 tỷ đến 80 tỷ một căn, có căn là 120 tỷ nha cô chú anh chị. Tùy vào vị trí và loại hình nha cô chú anh chị. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều đơn vị đang thi công thiết kế nội thất và dân thì đang kéo về rất là đông nha cô chú anh chị. Garden by the Bay của Singapore nha cô chú anh chị, với những cây đèn khổng lồ rực rỡ, với hơn 15 cây ánh sáng siêu to lung linh, mỗi khi đêm đến thì sẽ là thắp sáng nó rực cả một cái bầu trời này nha cô chú anh chị. Và đặc biệt công viên này sẽ có dọc theo là khu phố đi bộ, cho nên là rất tuyệt vời. Dự án Vinhome Grand Park, điểm nhấn quan trọng nhất đó chính là đi đâu cũng thấy cây xanh và nước hòa tan cho chúng ta cái nỗi âu lo cũng như là cái cuộc sống nhộn nhịp mà khi chúng ta bước ra ngoài đi làm tại công ty văn phòng của chúng ta ha, thì về đây chúng ta sẽ có được một cái không khí thực sự là tuyệt vời. Và sẽ có những cái khu ở trong này như là khu vườn Nhật Bản này, rồi là chúng ta sẽ có những cái sân golf mini đấy, đấy là những cái điểm nhấn cũng như là công viên tập gym được trang bị đầy đủ thiết bị nha cô chú anh chị. Đấy, thì đây sẽ có cái nơi mà tôi nghĩ là sẽ những cái công viên khác không có được, đó chính là khu biển hồ ngay tại giữa lòng của công viên luôn. Có nghĩa là chúng ta sẽ giống như được đi cắm trại tại một cái bờ biển nào đó, nhưng thực tế chúng ta đang ở giữa lòng hồ của công viên đấy, rất là hay nha cô chú chị. Và trong cái công viên này thì cái hồ này khá là rộng,
mọi người có thể mua cá tới đây phóng sanh nha cô chú chị. Hôm trước thì của họ đã thả cá ở đây rất là nhiều rồi, và nếu mà chúng ta bây giờ có dịp lễ Tết thì chúng ta phóng sanh ở đây thì cũng khá là tuyệt vời, tại vì hồ này sẽ không được phép đánh bắt đâu nha cô chú chị. Đấy, đặc biệt là như thế, VinFast đang tạo nên những môi trường xanh để hướng về tương lai cũng như là bảo vệ toàn cầu nha cô chú anh chị. Ví dụ như là xe điện chẳng hạn, rồi là các cái dự án thì sẽ đánh về cây xanh. Tuy nhiên thì chắc chắn một điều rằng là các dự án của Vin thì sẽ bán cái chất lượng là chính, cũng như là cam kết thì họ sẽ làm đúng theo cái cam kết, nhưng mà giá thì sẽ không có rẻ đâu nha cô chú anh chị. Tại vì để làm được những cái cơ sở hạ tầng tốt này, rồi là quy mô dự án lớn này, cũng như là quỹ đất cây xanh nhiều, thì chắc chắn một điều rằng là cái mức giá bán không thể rẻ được, bởi vì quỹ đất cây xanh nhiều thì liên quan tới việc đất bị không có tạo sự sản phẩm để bán, thì cái quỹ đất đấy sẽ được tính giá vào trên những cái quỹ đất mà xây cơ sở tầng bán nha cô chú anh chị. Cho nên là với dự án này thì những cái hộ mà chuyển về sau á thì cô chú anh chị biết không, Bắc Vượng đã phải đền bù tới 60 triệu một mét vuông đấy. Và tuy nhiên thì cái giá bán các dinh thự ở trong này nó đã lên tới hàng trăm tỷ rồi, thì nó là một cái câu chuyện mà chúng ta nhìn vào một cái cách khách quan thì người ta nói rằng là tiền đâu thịt đó, và chắc chắn là những cái hộ dân mà chuyển đi hoặc là về về sau mới chuyển đi nhận được cái khoản bồi thường như thế thì cũng là thỏa đáng, bởi vì thực tế ra thì các dự án làm nên thì luôn luôn có lợi nhuận và khủng, và người dân thì họ luôn luôn bị thiệt thòi nha mọi người. Đấy thì tôi đánh giá là người dân thì luôn bị thiệt thòi. Và trước mặt cô chú ý chị này sẽ là toàn cảnh dự án Vinhome Grand Park và khu phía dưới thì đang làm nha mọi người. Và khu phía dưới này thì sẽ là cái khu view sông, và ở đây sẽ là cao cấp hơn nữa nha cô chú ý chị. Đấy, còn ở phía trước mặt của chúng ta phía dưới với độ cao tôi bay 350 mét. Đấy, cao 350 mét như thế này thì thực sự là nhìn cô chú anh chị sẽ không nhìn được chi tiết nhá, tại vì tôi đang ở một nơi khá là xa với vị trí bay, cho nên là tôi không có dám bay thấp cô chú anh chị. Đấy. Còn phía dưới này thì cô chú anh chị đang nhìn thấy dự án cũng đang ngày càng cải thiện và hoàn thiện hơn. Riêng khu này thì đã bàn giao rồi nha cô chú anh chị, và khu dinh thự này thì lát nữa tôi sẽ bay thấp hơn, cô chú anh chị sẽ để ý thấy là dân về cũng khá là đông rồi. Và giá ở trước mặt của chúng ta thì nó sẽ dao động từ 40 đến 120 tỷ. Đấy, một cái dinh thự và một cái biệt thự sông, có cái là hơn nha cô chú anh chị. Đấy, tùy theo cái vị trí, nhưng mà khu này thì giá nó đang là như vậy. Còn về sau những cái khu mà view sông Đồng Nai lớn nữa thì chắc chắn giá nó sẽ lên tới hàng trăm tỷ một căn nhé. Đấy, thì đây phía dưới đã là từ riêng cái dãy ngoài này thì nó sẽ từ 80 tỷ cho đến hơn nhé mọi người. Đấy, tùy nhá, tùy vị trí và tùy mẫu. Đây, đây là toàn cảnh, và chúng ta đang được nhìn thấy rằng là đối xứng bên kia sẽ là dự án Aqua City và nguyên một vùng lớn có hàng ngàn hecta bên đó, đó chính là dự án Đại Đô Thị Long Hưng với gồm tổng 6 dự án lớn bên đó nha mọi người. Đấy, thì cô chú anh chị có thể thấy rằng là chúng ta đã có một sự đồng bộ giữa Đồng Nai và Sài Gòn, đó chính là quy hoạch về nhóm đô thị, có nghĩa là ven sông. Vị trí bên Long Hưng cũng như là bên quận 9 Thủ Đức bên này thì sẽ là mọc lên những cái khu đô thị, và hứa hẹn rằng chúng ta sẽ có một cái cảnh quan cực kỳ đẹp. Và sắp tới thì bên Aqua đã có bến du thuyền 5 sao,
thì chắc chắn bên Vin cũng sẽ có bến du thuyền rất đẹp nha cô chú anh chị. Ở đây thì sẽ có cái đô thị sông, hứa hẹn là có những chuyến du lịch từ bên này qua bên kia bằng các cái du thuyền và các cái dịch vụ, thì sẽ sau này thì chắc chắn sẽ là mọc lên rất là nhiều, tại vì chúng ta biết rằng là các đại gia ở bên Vin họ sẽ có những du thuyền riêng đấy. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ thấy rằng là mật độ xây dựng cũng khá là nhanh nha cô chú chị. Đấy, Vin xây dựng rất nhanh và dân ở cũng rất là nhiều rồi nha mọi người. Mọi người có thể để ý thấy là chúng ta đang thấy những cái căn nhà mà có cái năng lượng mặt trời hoặc là cây cảnh đã bài trí rồi, thì đó là những căn mà dân đã về ở rồi nha cô chú chị. Đấy, các đại gia đã về ở rồi. Và ở đây thì với tình hình hiện tại, tôi đánh giá là dự án Vinhome Grand Park thì mật độ dân cư khá là nhanh. So với các dự án khác thì phải rơi vào khoảng 7 năm sau đến 10 năm sau thì mới có dân cư mật độ như vậy. Tại vì bây giờ trong Vin thì mật độ dân cư người ở đã lên tới 70% rồi nha cô chú chị. Với những căn biệt thự và những căn dinh thự thì nó còn ít, còn với riêng chung cư nhá thì đã tỷ lệ lấp đầy được 70% rồi, có nghĩa xây đến đâu thì bán được đến đấy. Đấy, đây cũng rất là mừng, tại vì sao ạ? Đấy là cái dấu hiệu mà các nhà đầu tư bất động sản và các tập đoàn lớn để chúng ta có được cái động lực để tạo nên được những cái khu đô thị, và Việt Nam của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn, có những khu đô thị sầm uất, cũng như là khi mà phát triển thúc đẩy như thế này thì đất nước sẽ ngày càng đi lên nha cô chú anh chị. Đấy, thì toàn cảnh từ trên cao nhìn xuống như thế này thì đó là cái khu mà biệt thự, còn đây sẽ là khu bên chung cư. Phía dưới của chúng ta thì đang xây Vinmark, xin lỗi, phía dưới của chúng ta thì đang xây siêu thị Vincom, và Vincom này thì sẽ là lớn nhất khu vực miền Nam luôn nha cô chú anh chị. Đấy, lớn nhất khu vực miền Nam luôn, và cái tổng diện tích thì tôi không nhớ rõ, tại vì là tôi đã đọc qua, tại vì tất cả các cái thông tin dự án hay là các cái thông tin kiến thức thì chúng ta phải đọc và nhồi nhét vào trong não chúng ta phải không ạ? Cho nên là tôi cũng đã đọc và tôi không nhớ là cái diện tích của nó là bao nhiêu, nhưng mà nó là lớn nhất tại khu vực phía Nam luôn nha cô chú anh chị. Đấy, thì đây là phía dưới này, thì chúng ta sẽ bay đi ngược như này thì để cho cô chú anh chị biết được rằng từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh thì nó sẽ là như thế nào nhá. Đấy. Tuy nhiên thì tôi sẽ có những video review trực tiếp và quay ở phía dưới để làm những cái cận cảnh và thực tế hơn khi mà chúng ta đi tới từng tòa nhà chung cư, chúng ta quay rõ ràng về cái mật độ dân cư thì nó sẽ sát hơn nhé. Và ở phía ngoài này thì đang quá trình xây dựng và sẽ không được vào khi mà chúng ta không có thẻ chức năng để mà có sự hoạt động trong cái khu này, thì chúng ta sẽ không được vào đâu nhé. Tại vì khu này là khu cao cấp nhất sau này, nó sẽ là có những dinh thự và bến thuyền thì đối trọng với Aqua City. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại một cái sự cân bằng giữa Đồng Nai và Hồ Chí Minh, đó chính là đại đô thị Long Hưng bên này. Thì khi mà nhìn qua bên kia thì chúng ta đang thấy là Aqua City nổi bật, còn riêng Inzumi thì chúng ta vẫn thấy là họ tập đoàn Nam Long họ triển khai một cái dự án thì khá là lâu. Đấy, cho nên là cái nào mà của tập đoàn Nam Long thì nó sẽ rất là lâu và hơi chậm một tí nha cô chú anh chị. Nhưng mà những sản phẩm của họ thì thực sự là chất lượng. Và cô chú anh chị thấy toàn cảnh Vinhome Grand Park ở phía dưới này thì mật độ xây dựng vẫn sầm uất. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại thì có rất nhiều tập đoàn đang phải lúng túng về vấn đề tài chính, phải ngưng hoạt động, nhưng riêng Vin thì vẫn hoạt động sầm uất ngày đêm. Đơn vị xây dựng đang
cố gắng thi công rất là ngày đêm để mà mọc lên được cái khu đô thị sớm nhất có thể. Và ở bên này thì đặc biệt một điều là dân cư thì kéo về cực kỳ đông. Khi mà những cái dự án lớn thì chúng ta biết rằng là để mà dân cư đông được thì phải có những tòa nhà như vậy để chúng ta bán chung cư, chúng ta bán căn hộ thì sẽ là dễ tiếp cận cho người dùng nhất. Còn những cái căn biệt thự, nhà phố, shop house, dinh thự thì cái lượng, cái tiệp khách hàng nó sẽ bị ít hơn, cũng như là họ sẽ sống thì sẽ là ít sống hơn, tại vì hầu như là sẽ là ngôi nhà thứ hai, hoặc là họ mua đó để họ nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư đấy. Còn vấn đề nhu cầu ở thực thì nó sẽ ít hơn, ít phần trăm hơn là căn hộ nhà cô chú anh chị. Và chúng ta đang thấy rằng là hồ nước trong dự án Vinhome Grand Park thì cực kỳ nhiều, và địa thế của Vinhome Grand Park thì khi mà vào trong cái khu này thì nó như là một hòn đảo biệt lập với phía ngoài. Tuy nhiên thì đó là cách nói ví von mà thôi. Còn dự án của Vin thì đường vào rất là rộng và có kết nối rất nhiều đường vào nha cô chú anh chị. Đấy, thì khu này tôi đánh giá là cực kỳ cao. Bởi vì sao? Cái lượng dân cư kéo về khá là nhanh. Nếu mà cô chú anh chị để ý thấy rằng mà lượng dân cư lấp đầy được khoảng tầm 70% rồi, sau khi mà chúng ta khởi động từ năm 2018 cho đến giờ thì thực sự là rất là nhanh cho một cái vị trí như thế này. Nếu mà chúng ta ở trung tâm hơn thì nó sẽ là còn nhanh hơn nữa. Còn đây cũng là thành phố nhưng nó thuộc phía rìa sông của Đồng Nai như thế này, và lượng dân cư mà kéo về được như thế thì cực kỳ nhanh nha mọi người. Đấy, thì dòng sông Đồng Nai rất đẹp. Chúng ta thấy là với cái dòng sông như thế này thì tương lai có những cái chuyến du thuyền, rồi có những cái tàu hàng hải của bạn bè quốc tế có thể ghé thăm vào đây du lịch. Đấy, ngành du lịch sẽ phát triển rất là sầm uất, nên là tôi vẫn trong đầu có một cái tiêu tượng về những cái con tàu du lịch sẽ đổ bộ xuống ở vị trí này, cũng khá là hay và khá là đặc biệt. Và dòng sông Đồng Nai thì cảng nước sâu nha cô chú anh chị, nên là yên tâm. Và cô chú anh chị có thể thấy rằng là phía dưới thì công nhân họ cũng đang dốc sức ngày đêm. Và vị trí của Vin thì quá là đẹp, khi mà di chuyển từ một cái quận này đến quận kia trong vị trí trung tâm thì nó cũng đã mất khá là nhiều thời gian do kẹt xe. Nhưng nếu mà chúng ta di chuyển từ vị trí của Vin này ở phía rìa này mà vào tới trung tâm thì nó cũng bằng những cái vị trí từ trung tâm qua trung tâm, tại vì trên đó nó kẹt xe cực kỳ nhiều. Đấy, Việt Nam của chúng ta đang có một cái vấn đề đó chính kẹt xe Sài Gòn. Đấy, chưa thể nào giải quyết được, và đó là cái câu chuyện muôn thuở. Và bây giờ thì tôi sẽ quay lại với cái vấn đề review ở phía trên này. Trên này thì chúng ta sẽ là có các cái khu chung cư, và giá thì cô chú anh chị hãy cập nhật nhé. Tại vì tôi không có bán dự án bên này nên là tôi không có cập nhật rõ ràng. Nhưng đang có rất nhiều người bạn của tôi bán ở bên này, và họ nói rằng là đang có một vài sản phẩm ngộp. Nếu mà cô chú anh chị nào cần thì cứ có thể comment, tôi có thể hỗ trợ nhé. Đấy, và cô chú anh chị thấy rằng là tổng thể nhìn từ trên cao như thế này thì rất là đẹp. Và thực tế là đây là một cái điểm khởi đầu để mà cho thành phố Thủ Đức có được những cái khu đô thị lớn như thế này nha cô chú anh chị. Tại vì thành phố Thủ Đức sau khi mà tách ra thì bây giờ họ cũng đang hình thành về đầu tư công, về các cái tuyến đường nhất, đặc biệt là vành đai 3. Đấy, cho nên là cô chú anh chị sẽ thấy thành phố Thủ Đức lột xác trong 10 năm sắp tới nhé. Đây là những cái dự đoán cũng như là
những cái kế hoạch họ cũng đã có đề ra và chúng tôi đã biết được một vài thông tin thôi. Đấy. Và ở phía dưới thì cô chú chị thấy không? Với độ cao tôi đang bay là 500 mét. Nhìn xuống thì với tổng thể những tòa nhà cao tầng mọc lên như thế này thì giúp cái đô thị hóa rất là nhiều. Và cô chú anh chị có thể thấy là phía dưới thì sẽ có hồ bơi công cộng này, trong mỗi cái khu tòa nhà thì sẽ có hồ bơi công cộng và có công viên này lớn rất là nhiều này, cũng như là thiết kế đường thì cực kỳ đẹp. Và ở phía dưới của chúng ta những khu này thì lượng dân cư đã lấp đầy, có những tòa nhà đã 80% rồi đấy, bỏ trống rất là ít nha. Và đây thì hình thành một cái khu đô thị dân cư khá là đông rồi nha mọi người. Chỉ có là phía biệt thự thì đang ít thôi, còn riêng ở ngoài này thì thực sự là quá là đông luôn. Và hôm nay thì tôi xin review sơ qua. Và bây giờ thì đang bay ở độ cao 500 mét thì cô chú anh chị nhìn xuống sẽ thấy được toàn cảnh, nhưng đổi ngược lại chúng ta lại không thấy được những cái áo quần do dân cư phơi ở phía ngoài để chúng ta đánh giá được cái mật độ dân số ở đây nó đã về đông như thế nào. Nhưng mà hồi nãy thì tôi cũng đã có bay một cái tầm thấp và tôi cũng đã đi một vòng phía dưới rồi, thì tôi đã cũng có hỏi thăm trao đổi với các chú bảo vệ và cũng như là dân cư, thì thực tế ra là dân cư ở đây đã về khoảng tầm 70% rồi nha mọi người. Đấy, quay từ cái hướng này thì mọi người thấy không? Ở đây thì sẽ có một tuyến đường lớn đi qua dự án, đó chính là đường vành đai 3 sẽ đi qua ở đây phía dưới ngay vị trí của các chiếc ô tô đang đậu ở phía dưới. Chúng ta thấy không ạ? Rất là nhiều nhá. Khi mà vào đây thì sẽ mọi người sẽ thấy được cái tuyến đường này tạm thời sẽ là bãi đậu ô tô nhé. Đấy, khá là đẹp. Và cô chú anh chị có thể thấy rằng là cái dịch vụ mà chạy taxi mà đông đảo và như vậy thì cô chú anh chị hiểu rằng là dân cư ở chung cư rất là nhiều, ở căn hộ cực kỳ nhiều nha mọi người. Đấy, toàn cảnh trên cao nhìn xuống như vậy thì chúng ta thấy một khu đô thị khá đẹp nha mọi người. Và bên phía đối trọng của Aqua thì những các cái tòa nhà cao tầng như thế này thì sẽ ít nha mọi người. Cho nên là bên Aqua thì khả năng dân cư sẽ về chậm hơn. Đấy, rất là chậm hơn. Còn khi nhìn như thế này thì quá là nhanh luôn. Từ 2018 cho tới bây giờ mà đã mọc được từng ấy tòa nhà thì cô chú anh chị thấy không? Thấy nhanh không? Quá là nhanh nha mọi người. Đấy, tốc độ cực kỳ khủng luôn. Và song hành với đó thì tập đoàn đầu tư rất nhiều dự án trong một lúc, chứ không phải duy nhất một cái dự án này. Và dự án này thì bây giờ dân cư đã được 70% rồi. Sắp tới giai đoạn đường vành đai 3 làm xong nữa thì tôi nghĩ rằng ở đây sẽ không còn những cái căn hộ trống nữa đâu. Và mọi người đang thấy là toàn cảnh để chúng ta ngắm nhìn được dự án Vinhome Land Park cực kỳ đẹp từ trên cao nhìn xuống. Và tỷ lệ trong khu biệt thự thì bây giờ dân cư về cũng khá là đông rồi, không giống như các cái video mà các bạn khác làm là bỏ hoang. Các bạn hãy đến đi, bây giờ là tháng 7 năm 2023, các bạn cứ tới các bạn sẽ nhìn thấy được nhé. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem cái video này. Và nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm tới dự án Aqua City và Đại Đô Thị Long Hưng thì hãy đăng ký kênh của em để theo dõi, tại vì em là chuyên về khu vực Đại Đô Thị Long Hưng nha cô chú anh chị. Và chắc chắn ở Vinhome thì em sẽ có được vài cái video nữa để đánh giá trực quan theo hàng tháng nha mọi người. Một tháng thì em sẽ qua đây một lần để em
làm cái video để thông báo kết quả cho cô chú anh chị rằng là dự án tiến độ thi công cũng như là dân cư về và lấp đầy ra sao nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái video này, và em thì sẽ có nhiều cái video đánh giá nhiều cái dự án thực tế, còn riêng hôm nay là lần đầu tiên bay ở Vinhome cho nên là em bay không được đẹp cũng như là không được bay quá thấp, bởi vì là cô chú anh chị có thể thấy là các cái trục cần cầu họ đang hoạt động, đang thi công nên là sợ gây cản trở cũng như là mình sẽ bị rơi rớt mất cái flycam nên không dám bay thấp nhé, cô chú anh chị thông cảm. Và bây giờ thì kính chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video sau.